Hai, sổ đao kiếm phong thủy xin chào tất cả anh em nhé. Đấy, thì hôm nay mình có về một số mẫu mới đấy, và về lại một số mẫu nữa rồi. Đấy, thì đây là những cái dòng gọi là khá là cao cấp của bên mình. Đấy, thì mình nói luôn đấy, vào hình thức mua bán thì mình nói luôn. Thế những cái sản phẩm như thế này ấy, thì anh em trong Nam thì chuyển khoản 100%, chuyển hết anh em nhé. Ấy thì ngoài Bắc và một số tỉnh miền Trung thì bên mình vẫn hỗ trợ anh em cọc phí ship. Đấy, cọc từ 300 cho đến 500 nghìn tùy từng nơi nha anh em nhé. Và hàng đến thanh toán lốt nha anh em nhé. Đấy, nhiều anh em cứ muốn đòi cọc không cọc, không cọc thì shop mình chưa biết được là bạn là có tiền để lấy hàng hay không cả. Vì mấy cái anh em mà cứ đòi không cọc mà đòi kiểm ấy thì phần đa là bom hàng. Đấy. Đặt theo kiểu đặt với cái chế độ là đặt cho nó vui mồm, đặt cho nó sang mồm. Đấy. Nhiều anh em lại còn nói hỏi mình, nói em bảo ui mày ủi có mấy trăm bạc cái mày. Đấy, ví dụ mua những cái sản phẩm rẻ tiền của bên mình này, đấy, có 650.000 một cây mã tấu như thế này. Đấy, nhiều anh em bảo bỏ cọc 50 cũng ui có 50 thì sao phải cọc, mày cứ gửi đến cho anh rồi anh nha, anh chuyển anh đưa tiền cho mày. Đấy, anh đưa tiền cho. Dạ thưa anh ạ, có 50 anh còn chưa cọc được thì làm gì anh, em biết làm sao làm gì anh có tiền mà anh lấy. Đây 50 anh đã cọc chưa? 50 anh còn không có tiền để anh mà anh cọc để mua hàng. Cọc để làm gì? Cọc để cho shop biết được là bạn là người thiện chí mua hàng. Bạn là người có tiền ạ và bạn là người gì ạ? Có trách nhiệm với đơn hàng. Đấy, không phải đặt cho vui mồm. Và thưa các anh và thưa tất cả các bố ạ. Dạ em bán vũ khí ạ, chứ em không bán quần bán áo. Rồi ok, nhiều anh em vào trả giá bớt thì mình sẽ có bớt cho anh em. Cây người ta mà bán 2-3 triệu ông bảo 1 triệu bán không. Mẹ một tôi làm luôn câu bố đút buổi bán. Nhà tao không bán cá, nhà tao không bán thịt, nhà tao không phải chợ cá, nhà tao không phải chợ thịt. Mẹ cây người ta 3-4 triệu thì ông trả vào bớt em một tí. Mẹ đây ông trả, tôi nói thật đấy, anh em thử đi ra mua chợ cá anh em còn không thể giả giá được như vậy. Bây cá thì nó nói 200.000 cân, ông trả câu 50 bán không. Tôi nói thật nó cho ông mẹ đúng mẹ mày cái con cá vào mồm luôn, cái cân vào mồm luôn. Bé đây ông chôn người ta, ông nói đảo chứ ông mua bán gì cái thể loại đấy đúng không? Đấy là mình cứ nói rõ ràng cho anh em. Mẹ hai cái tên mẹ mày 5-6 triệu 3-4 triệu ông làm câu 1 triệu bán không, bồm đút buổi bán mày cút con cụ mày đi cho nó nhanh đúng không anh em? Đấy là một số anh em đấy là chôn nhau rồi chứ mẹ tử tế đéo cái loại như thế mua bán đéo thì được đúng không? Mẹ cái gì nó vừa vừa phải phải đấy, đúng không? Biết nhiều người hôm nào có ông bình luận đấy à, shop này bán hàng như bố đời, cái loại mày mới là loại bố đời, mày đã comment vậy là mày cái thằng bố đời ấy. Mẹ mày tôi nói thật mấy anh em, mà chẳng có ai mà hỏi tôi không trả lời cả. Tôi trả lời mình không lúc này tôi trả lời lúc khác, đôi có lúc mình phải đi ỉa này đi đái này. Đấy, đôi khi cũng đang nằm ngủ đang chịch nhau với vợ này, làm sao mà cầm điện thoại được? Các ông có cầm điện thoại cả ngày không? Đúng không? Nhà ta trả lời thì 1-2 tiếng sau người ta trả, hoặc là anh em thấy lâu quá thì anh em gọi điện trực tiếp ạ. À, thì mình sẽ biết, nhiều khi đang chạy xe, nhiều khi đang đi gửi hàng cho anh em, một ngày tôi phải ngồi tôi đợi cái đơn hàng nó đến đâu, cái đơn hàng anh em người ta đặt của tôi rồi thì tôi phải đi giải quyết đúng không? Đây nào là shop để bán hàng chảnh chó thế này thế lọ rồi thế trai. Tôi nói thật mấy anh em này, tôi bán cho hàng trăm người, hàng nghìn người, anh em phải không? Con người ai cũng thế thôi. Các ông đã hoàn hảo hơn chưa? Mà các ông đã kiếm được nhiều tiền bằng tôi chưa? Mà các ông đã hoàn hảo hơn ai chưa? Đã là con người thì không ai hoàn hảo nhá anh em nhá. Cái máy cái móc đôi khi nó còn lỗi đúng không ạ? Nói gì đến cái con người, tôi phục vụ hàng trăm hàng nghìn họ, hàng trăm hàng nghìn người đúng không? Tôi làm sao tôi làm vừa lòng được tất cả mọi người đúng không? Quan điểm sống của nhau ấy đó là xề xòa đi mà sống nghe anh em nhé. Đấy, vô tư đi đấy, thoải mái đi, đừng có sân si làm cái đéo gì cho nó mất cái thời gian của anh em ra, của tôi ra đúng không? Con người được cuộc đời thì không ai là người hoàn hảo hết nghe anh em nhé. Đấy, sơ qua nói với anh em nó là một vài cái vấn đề đó là như thế. Thì mình rất ít khi là mình sẽ trả lời hay là đôi co riêng với từng người, mình không có ít thời gian, mình không ngồi đôi co, mình chỉ trả lời cho anh em bằng video nha anh em nhé, để cho anh em mình hiểu. Đấy, thì hôm nay giới thiệu cho anh em mẫu này là mẫu mới về,
Đấy. Nên nhiều anh em hỏi là tại sao trong miền Nam phải chuyển khoản. Thứ nhất là cái sản phẩm này nó là giá trị này, nó dài này, rất là khó ship. Ship mà đi đến thu cốt là mất đẻ, không đến tay anh em, không đến tay anh em mà được hay mất. À, nên là chuyển khoản thì mình gửi sẽ dễ hơn nha anh em nhé. Đấy thì nó không mất hàng, chứ còn mình gửi ship code ấy, là mình hay mất hàng đấy. Còn ở anh em ở một số tỉnh miền Trung và miền Bắc thì mình vẫn hỗ trợ anh em cọc những cái loại này, anh em cọc 3-500 phí ship đấy. Nhiều anh em bảo là 3-500 ấy, tôi nói với anh em này, anh em cọc tôi phí ship, đó là cái phí vận chuyển ấy. Vì cái mặt hàng này tôi gửi đi nó rất là đắt đấy, không phải gửi 50-100 ra mà đưa nó 50-100 được đâu, nó đập mặt mình ấy nhá. Ai đi làm phải có công đúng không? Anh em chơi, anh em là người đi dân chơi, người ta mình là người dân chơi, người có tiền rồi. Nên là mình không phải lom rom nhá. Mấy đồng bạc làm gì cả. Đấy. Đấy. Anh em cọc thì người ta mới thiện chí, người ta đi ship cho anh em, đi làm cho anh em, đi gửi cho anh em nó thiện chí. Đấy. Chứ điện đến cứ gọi mẹ gọi điện cứ tò tí té nhà có đám ma thôi. Thua. Nhá anh em nhá. Đấy, cây này thì bên mình là đang bán cho anh em là giá là 6,2 triệu nha anh em nhé, rất là đẹp, cây mới về. Đấy, vàng. Đấy, sần vàng rất là đẹp. Đó. Anh em nhìn quả lưỡi của nó này, bố của đẹp luôn. Anh em lưỡi T10 nha anh em nhé. Hàng T10. Phụ kiện da cá này. Đấy, anh em thấy không ạ? À, nhiều anh em cứ băn khoăn là bảo là có những cây là họ bên xưởng họ quên không bọc cái túi bóng này. Có những cây thì phần đa là có, nhưng có những cây không có. Một số cây là không có. Cái đấy không ảnh hưởng gì đâu anh em. Cái phần lưỡi của nó anh em thấy đẹp không ạ? Cái đợt này cái lưỡi nó làm rất là đẹp. Anh em thấy không? Đây mình còn chưa lau dầu đi ấy. Đấy, càng lên trên càng bóng. Đấy. Sắc lắm anh em. Đấy. Ok chưa? Có dầu nó hơi dít tí. Đấy, cây rất là đẹp nha anh em nhé. Chắn này. Chắn dầu. Vuông vắn đẹp. Đấy. Cây này đẹp. Cây này quá đẹp, cái lưỡi của nó quá đẹp đấy anh em. Cái lưỡi này nó làm theo cái kiểu lưỡi của những cái cây nó tầm 8-9-10 triệu. Đấy. Nhưng mà quê mấy cây 8-9-10 triệu nó đẹp hơn, nó chất hơn cơ một chút nữa. Đấy, ok chưa? Cây này đẹp, quá đẹp đi anh em. Đây là 6,2 triệu. Đấy. Cây này 5,8 triệu này, rẻ hơn chút này. 5,8 triệu. Đây. Vỏ là vỏ mặt quỷ đây. Đấy, samurai đây. Rất là đẹp. Đấy. Cây này thì lưỡi là lưỡi T10. Đấy, lưỡi T10. Đấy, anh em ạ. Đấy. Đấy, vân đấy. Đây. Đây đang rất là nhiều dầu. Anh đây em đợi tí mình lau đi tí. Đấy. Lưỡi này thì không đẹp bằng lưỡi kia được. Đấy. Nhưng mà là giá đã 5,8 triệu, trắng đồng luôn này. À, anh em thấy chắc chắn không? Da cá này. Tất cả giá cả đều bớt cà phê cho anh em. Tuy anh em chuyển khoản thì bớt nhiều, anh em chuyển không chuyển khoản thì anh em từ anh em không banh 100% thì mình sẽ bớt ít thôi, 1-200 thôi. Anh em nào chuyển khoản thì mình cũng bớt cho anh em 300-500. Đấy, cây này là một cái dòng về thép hoa văn. Cây này là 6,2 triệu. Cái thép hoa văn. À, nhiều anh em phải hiểu là như này, cái thép hoa văn này nhiều anh em rất là sai lầm, không biết trước đó mình đã có một cái cây thép hoa văn nhưng mà nó là màu đỏ đấy, cái đó không phải là thép gập, không phải thép hoa văn nha anh em nhé, cái đó là họ sơn lên, họ mạ lên một cái lớp như vậy thôi đấy, còn đây mới là chuẩn này đấy. Đấy, nó là nguyên màu sắc hoa văn lên như này, anh em thấy chưa ạ? Còn những cái xanh xanh đỏ đỏ tím tím mà vằn này là họ đánh màu chứ không phải là đấy. Đấy, em thấy đẹp chưa? Đấy. Cái lưỡi nó rất là đẹp. Cây này 6,2 triệu. Cái cách làm thép hoa văn này thì nó đắt hơn, khó hơn là thằng T10 rất là nhiều. Đấy, chắn là bằng dòng, rất là đẹp. Đấy. Cây này rất là đẹp nha anh em nhé, 6,2 triệu. Đấy, vỏ màu đỏ rất là đẹp. Đấy. Đấy. Thì đợt này thì những cái, thường thì nhiều anh em bảo thanh lý những cái dòng như thế này. Thực ra những cái dòng thế này thì mình không có nhiều đâu anh em. Ở mỗi loại mình chỉ nhập 1, 2, 3 cây thôi.
Đấy, cho nên mình không có nhiều nên mình không có không mình không thể thanh lý được cho anh em nhiều. Đấy, nhưng mà bớt thì lúc nào cũng sẽ bớt cho anh cà phê. Đấy, còn trong cái dịp mà cuối năm năm này thì bên mình rất giảm giá rất nhiều về những cái mẫu mangan, về những mẫu trung cấp nha anh em nhé, để anh em chơi. Đấy, nó vừa tiền. Đấy, anh em chơi. Tất nhiên là shop thì ai kinh doanh thì ai cũng phải có lãi rồi. Đấy, nói thẳng với anh em mà buôn bán là phải có lãi. Nếu mà anh em muốn bước vào cái thị trường và muốn những cái sản phẩm như thế này này thì anh em muốn thử sức mình ấy. Mình nói thật với anh em, mình cũng bước đi từ những cái thằng trông quán nét, từ thằng chạy xe ôm ạ. Thực sự luôn, mình nói thật với anh em là của mình luôn, cuộc sống của mình luôn. Và từ ngày mình bước sang làm những cái sản phẩm như này, để nói đến bây giờ thì bảo mạnh nhất Việt Nam thì không dám. Nhưng nếu mà đứng trong top 1, 2, 3, 4 thằng ấy, thì ở trên mạng mình không thằng nào, mình thua thằng nào cả. Về những cái mặt hàng này, giá cả rất là phải chăng cho anh em. Anh em mua lẻ của mình thì anh em cũng đã biết đúng không ạ? Chứ đừng nói đến anh em mua sỉ, nó sẽ khác. Đấy, thì những anh em nào mà muốn bước vào cái nghề này, đó, đấy, thì vốn của nó thì nó không có cần quá nhiều đâu anh em. Anh em chỉ cần có 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu, anh em 20 triệu thì anh em đã làm được rồi. Nhưng anh em nhé, để đi buôn ai chả có cần vốn. Thì những cái sản phẩm này nó đắt tiền thì anh em mới vào anh em chưa bán được như mình đâu. Vì mình là mình có kinh nghiệm lâu năm rồi, mình biết làm cách làm mình lâu năm rồi, thế là mình cũng uy tín rồi, mình bán nó rất là dễ. Và những cái phân khúc mà họ đã mua những cái đến tầm 5 7 triệu một cây như thế này rồi thì họ tìm hiểu đến rất kỹ và họ phải biết ai là người nổi tiếng và ai là người uy tín mạnh thì người ta sẽ hay mua. Đấy, mới anh em vào thì anh em sẽ thử sức với những cái sản phẩm như thế này. Những cái dòng về bán chỉ có vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu thôi. Đấy, như thế này thì anh em sẽ bán dễ hơn. Đấy, nhá. Khi nào mà mình có cái lượng khách quen nhiều rồi hay người ta đã mua, ví dụ như mình bán được rất nhiều những cái sản phẩm hàng phổ thông kia. Đấy, thế là người ta đã mua của mình rồi. Nhưng mà bây giờ họ chơi lên tay rồi, họ muốn trưng bày những cái cây đẹp hơn. Đó là cái phân khúc mình sẽ bán được. Đó là phân khúc khách quen, khách họ có tiền và khách hiểu biết thì họ mới mua này. Còn dăm ba mấy cái ông ấy mới tập chơi ấy, thì thường thường ấy người ta rất sợ để bỏ tiền ra cái số tiền lớn. Đấy, họ sợ nó bị lừa nên là họ sẽ mua những cái sản phẩm rẻ tiền kia trước, người ta test thử. Đấy, đấy, đấy thì anh em cũng thế thôi. Anh em mới vào xem những cái video này của mình, đấy mà anh em cảm thấy là ok thì anh em mua ngay, còn không thì anh em cứ test thử một số cái mẫu về mấy trăm nghìn thôi này, đấy, cho nó chuẩn không? Đấy, thì anh em mua, đấy, ok chưa? Đấy, thì gần như cuối năm nay rồi thì mình không còn về hàng nữa. Và mình cũng sẽ làm cái video nó ít dần đi một chút. Đấy, nhưng mà vẫn lên đều đặn cho anh em. Tuần ít nhất từ 2 cho đến 5 video. Đấy là ít nhất. Đấy, trừ khi nó vào cái dịp Tết rồi. Thì mình chắc chắn là sẽ nghỉ đến khoảng tầm ngày 20 tháng 12 âm lịch. Trước ông Táo khoảng 3 ngày thì mình sẽ nghỉ. Nhanh anh em nhé, mình nghỉ. Mình nghỉ. Đấy, nên là anh em là trong cái dịp này muốn đặt hàng thì đặt nhanh tay lên giúp mình, hoặc là ví dụ trong cái thời gian nghỉ đó mình vẫn nhận đơn của anh em nhưng mà ra Tết mình sẽ ship cho anh em nha, anh em nhé. Đấy, đấy, ví dụ anh em muốn được cái giá rẻ như những cái trung cấp, những cái trung cấp mình đang sell như này, anh em đặt ngay từ trong Tết, ra Tết mình sẽ gửi hàng cho anh em khi nào các chuyển phát họ làm lại được đấy. Các mọi thứ nó chôn chua lại sau ngày nghỉ Tết thì mình sẽ gửi lại hàng cho anh em, gửi hàng đi cho anh em. Đấy, anh em không phải lo, mình làm ăn nó lâu năm. Đấy, shop mình làm cũng rất là lớn cho nên là cái việc mà bảo là anh em chuyển tiền ấy cho tôi lấy 5 10 triệu ấy, tôi nói thật nên nó không đáng để cái shop tôi đi lừa đâu. Shop của mình ấy, nói thật với anh em ấy, là một có khách người ta nhập của mình chạy quảng cáo ấy, nó một tháng họ nhập 4 5 700 triệu cơ, còn chưa mình còn chưa thèm lừa đấy, chứ đừng anh em đừng nghĩ 5 6 triệu của anh em mình lừa làm gì cho nó mất cái vĩ đại ra, đúng không? Nên là nhiều khi anh em để ý tại sao bây giờ mình anh em mua những cái cây phổ thông như này đấy, dòng phổ thông này, anh em hỏi mình là có cây 80 hay cây 60, mình bảo là không còn thì anh em nhìn rồi anh em biết. Đúng, vì là mình đang có khách đấy, họ chạy quảng cáo cái cây 60, cây 80 thì nó thừa lại rất nhiều cây 1 mét đó, mình vẫn đang thanh lý cho anh em ấy ạ.
Đấy, thì anh em đấy, chơi những cái dòng này thì cũng được. Nên tại sao là mình không có cây 60, cây 80 là như thế. Đó, ok chưa anh em? Thì ra Tết thì rất nhiều anh em cũng đang muốn là tìm những cái cây cũng như thế này. Nhưng mà nó là dài chỉ là tầm 6-50 thôi. À, dài khoảng 80 thì mình sẽ cố gắng tham khảo một số ý kiến của anh em. Đấy, về những mẫu mã như nào thì mình sẽ nhập về cho anh em chơi. Để anh em mua bán, anh em mua, anh em chơi. Thì đợt vừa rồi mình cũng bán khá nhiều cái dòng về 1 mét rồi. Thì nhiều anh em muốn chơi lại những cây cây ngắn đi một chút, cây 80 thì mình sẽ nhập về cho anh em đấy, để cung cấp cho anh em đầy đủ những cái sản phẩm đấy, ok chưa anh em? Đó thì anh em đây là những cái mẫu khá là đắt tiền của bên mình đó, đó ok chưa anh em? Đấy, từ 4,5 triệu, 5, 6, 7 triệu, 8, 9, 10 triệu, mười mấy triệu cũng có đấy, anh em thích cái cây như nào đấy. Hoặc là ví dụ như anh em mà muốn mà mình order ấy, theo cái ý của anh em ấy, thì anh em cứ inbox cho mình, đưa mình cái mẫu mình sẽ order cho anh em, order được hết bất cứ một cái sản phẩm gì mình cũng order được cho anh em nhé. Đấy, chủ yếu về những dòng dao kiếm này thì bên mình gần như là order được tất cả đấy, các mẫu mã gần như là đến 90% nhé anh em nhé. Tất cả các mẫu trên thị trường có mình đều order được hết, làm yêu cầu xưởng làm theo ý của anh em nó sẽ giống đến 99%, 90 đến 99% luôn nha anh em nhé. Đấy, tất nhiên là ví dụ những cái mẫu mình đi gửi xưởng làm thì có mỗi xưởng nó làm một kiểu, có khi là nó lơ lớ nhau một chút thôi, nhưng mà cũng rất là ok, giống đến 90 99% là cũng ok lắm rồi đấy anh em. Đấy, đấy, ok chưa? Thì những cái sản phẩm order ấy thì anh em cứ phải đợi khoảng tầm từ 1 cho đến 2 tháng ạ. Đấy, anh em phải đợi ạ, đúng không ạ? Không, anh em hàng về là mình báo anh em liền ạ, chứ không phải là anh em tháng rồi chưa có, anh em tuần rồi thì chưa có anh. Ui, thế thì mệt lắm. Khi nào hàng nó về mình sẽ báo lại cho anh em, yên tâm chắc chắn luôn. Còn mình nếu không có khả năng order thì mình sẽ liên hệ, tự liên hệ với anh em để mình trả lại tiền cho anh em không phải lo một cái vấn đề như thế, không phải vướng làm gì cả. Anh em cứ đặt niềm tin vào mình thì anh em sẽ được nhận được lại lại hàng nha anh em nhá, không phải lo. Rồi, ok chưa? Đấy thì có 2 mẫu này, 3 mẫu này, thì 1 mẫu này là 6 triệu 2 này, 5 triệu 8 này, 6 triệu 2 này. Đấy, anh em thích mẫu nào thì anh em lấy nha anh em nhé. Đấy, thì rất cảm ơn anh em đấy, đã xem hết video của mình. Anh em xem thì nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Anh em cần mua hàng xỉ ấy lẻ thì liên hệ với Zalo và số điện thoại mình đây ạ. Rồi ok, cảm ơn anh em. Chúc anh em mạnh khỏe.